Nhingaseo, xin chào các bạn. Bài học ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn một cái phần ngữ pháp khá là quan trọng trong cái ngữ pháp của tiếng Hàn, bởi vì nó sẽ được sử dụng rất nhiều trong cả văn nói và cả văn viết. Đó chính là cái phần inyongbok, tức là inyong nếu mà dịch theo như tiếng Hán thì nó sẽ là dẫn dụng, tức là trích dẫn, phép trích dẫn. Thế và có hai cái hình thức trích dẫn, đó là trích dẫn trực tiếp và trích dẫn gián tiếp. Cũng như trong tiếng Việt của chúng ta ấy, thì khi nếu trích dẫn trực tiếp ấy, đó là khi bạn nói và bạn truyền đạt lại nguyên văn một cái lời nói của một ai đó, người ta nói như thế nào bạn truyền đạt lại nguyên văn. Thế và thường nếu mà là trong văn viết thì bạn sẽ cho cái câu đó vào trong ngoặc kép, đúng không? Thế nhưng mà ở trong tiếng Hàn thì người ta không dùng như vậy, người ta sẽ không cho cái cấu trúc đó vào ngoặc kép. Thế nhưng ở đằng sau nó thì người ta sẽ sử dụng cái cấu trúc là momo i ra cô ha ta. Nếu mà trước đó là một cái từ mà có bát chim thì nó sẽ có thêm i, và không có bát chim thì nó sẽ là ra cô ha ta. Thế và khi mà dịch thì chúng ta có thể dịch là ai đó, một cái người nào đó, anh ta hay là cô ấy đã nói rằng như thế này như thế này, thì và đằng trước thì mình chúng ta dẫn cả cái câu nói ra đằng trước cái cấu trúc momo ra cô ha ta này. Mời các bạn xem ví dụ cụ thể thì chúng ta sẽ hiểu rõ được cái cấu trúc này. Thế và trước tiên thì mời các bạn nghe thầy Hâu Tông Hoan sẽ đọc một lượt các ví dụ nhé. Cái 사람이 전화해서 뭐라고 했어요? 일을 당장 처리해 주세요라고 했습니다. 제 부모님이 너를 믿을 수 있지라고 물으셨어요. 그래서 뭐라고 대답했어요? 그럼요, 저를 믿으십시오라고 말했어요. 네, 여러분 한번 따라 해보세요. 그 사람이 전화해서 뭐라고 했어요? 그 사람이 전화해서 뭐라고 했어요? 일을 당장 처리해 주세요라고 했습니다. 일은 당장 처리해 주세요라고 했습니다. 제 부모님이 너를 믿을 수 있지라고 물으셨어요. 제 부모님이 너를 믿을 수 있지라고 물으셨어요. 그래서 뭐라고 대답했어요? 그래서 뭐라고 대답했어요? 그럼요, 저를 믿으십시오라고 말했어요. 그럼요, 저를 믿으십시오라고 말했어요. 그래서 그 사람이 전화해서 뭐라고 했어요? 나중에 người đó anh cái người đó cái 사람이 전화해서 anh người đó gọi điện rồi đã nói cái gì vậy? 뭐라고 했어요? Ở đây các bạn thấy là nó gắn liền cái 뭐 với cái 라고 했어요. Tôi chưa nói với các bạn, thế nhưng cái là cô ha tà này nó ngoài cái việc là gọi là trích dẫn trực tiếp nguyên văn câu nói của một ai đó, nó còn có thể dùng với những cái trường hợp mà khi kết hợp với danh từ ấy, thì nó cũng là cũng kết hợp với là cô ha tà. Trong câu này có chúng ta dịch trọn vẹn dịch để chuẩn xác lại là gì nhỉ? Anh ta gọi điện và đã bảo cái gì vậy? 일을 당장 처리해 주세요라고 했습니다. 일을 당장 처리해 주세요. 처리하다 là xử lý. Và 당장 là ngay lập tức. Xin hãy làm ơn xử lý, hay chúng ta có thể dịch ở đây là giải quyết công việc ngay cho tôi. 당장 ngay lập tức cho tôi. 라고 했습니다. Anh ta nói là hãy xử lý ngay công việc cho tôi, đúng không? 제 부모님이 너를 믿을 수 있지라고 물으셨어요. 제 부모님, 우리 부모님, bố mẹ tôi thì đã hỏi là, đúng không? 라고. Thế và các bạn thấy như ở trên ấy thì cái 라고 này nó thường được kết hợp với động từ 하다. Thế nhưng mà ở trong dưới đây thì nó lại kết hợp với cái động từ 묻다, tức là động từ hỏi á. Và tùy từng ngữ cảnh, tùy từng trường hợp mà chúng ta có thể kết hợp được với các cái động từ các cái động từ khác nhau. Ví dụ như là anh ta khi nói là kết hợp với 뭐뭐라고 하다 thì chúng ta có thể hiểu ngầm rằng đây chính là cái động từ
말 하다 tức là nói là. Thế còn đây trong trường hợp này là hỏi là 라고 물었다 라고 묻다 đó. Thì có nghĩa là hỏi là hay là 라고 물었다고 대답하다 thì là trả lời rằng, trả lời là. Đó, tùy theo từng câu, từng ngữ cảnh mà chúng ta thay thế bằng những cái động từ thích hợp. Trong trường hợp này là gì nhỉ? 제 부모님이 너를 믿을 수 있지라고 물으셨어요. Bố mẹ tôi hỏi rằng có thể tin con được không, đúng không? 믿다 là tin. Có thể tin con được chứ. 그래서 뭐라고 대답했어요? Thế thì bạn đã trả lời như thế nào? 뭐라고 대답했어요? Bạn đã trả lời là gì? Hay bạn đã trả lời như thế nào? 그럼요. 저를 믿으십시오 라고 말했습니다. 말했어요. Đương nhiên rồi. 그럼요. Đương nhiên rồi. Tất nhiên rồi. 저를 믿으세요. Xin hãy tin con. Đúng không? Tôi đã nói rằng là đương nhiên rồi. Xin hãy tin con. Đó là cái cách trích dẫn trực tiếp và trích dẫn nguyên văn cái câu nói của một người nào đó. Chúng ta sang những cái ví dụ tiếp theo. Các bạn nghe thầy Hơ Thông Hoạn đọc các cái ví dụ này nhé. 모두가 한잔합시다 라고 외쳤습니다. 그 다음에 위하여 라고 했어요. 선생님이 뭐라고 하셨어요? 이 작품을 꼭 읽어야 돼 라고 하셨습니다. 네, 여러분 한번 따라 해보세요. 모두가 한잔합시다 라고 외쳤습니다. 모두가 한잔합시다 라고 외쳤습니다. 그 다음에 위하여 라고 했어요. 그 다음에 위하여 하고 했습니다. 했어요. 선생님이 뭐라고 하셨어요? 선생님이 뭐라고 하셨어요? 이 작품을 꼭 읽어야 돼 라고 하셨습니다. 이 작품을 꼭 읽어야 돼 라고 했었습니다. 모두가 한잔합시다 라고 외쳤습니다. Moduka, ở đây Moduka là có nghĩa là tất cả mọi người ấy. Thì cho đây là nó là đóng vai trò chủ ngữ ở trong câu. Tất cả mọi người đã kêu lên rằng Uechida, Uechida có nghĩa là kêu lên hay là đồng thanh hét lên ấy. Thì người ta cũng dùng nói to lên thì người ta dùng cái từ là Uechida. Hanjan Hapsida là gì nhỉ? Hanjan Hapsida là đây là câu mà rủ nhau cùng nhau đi uống rượu. Hàn chan tức là một chén ý, đi làm một chén đi. Thì trong tiếng Việt của chúng ta là như vậy. Cứ thả mê y hai ơ là cô hết sừng đi tả cô hết rồi. Sau đó thì cùng nhau cùng nói lên, đã nói là y hai ơ. Y hai ơ nó là cái câu mà khi người ta chạm cốc ấy, chúc rượu nhau ấy, thì người ta chạm cốc và nói là y hai ơ. Ví dụ tiếp theo. 선생님이 뭐라고 하셨어요? Thầy giáo đã nói gì? 이 작품을 꼭 읽어야 돼라고 하셨습니다. 이 작품, 작품 là tác phẩm. Đây cũng là từ tiếng Hán. Nhất định là em hãy phải đọc cái tác phẩm này. 꼭 읽어야 돼라고 하셨습니다. Ở trong trường hợp này, tuy là nó khuyết chủ ngữ, nó không có chủ ngữ là ai nói, thế nhưng chúng ta hiểu đây là 선생님 nói, đúng không? Thầy giáo đã nói rằng là nhất định phải đọc cái tác phẩm này. Đó là trường hợp trích dẫn gián tiếp. Xin lỗi các bạn, trích dẫn trực tiếp. Thế và bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang cái phần trích dẫn gián tiếp. Cũng như trong tiếng Việt ý, thì cái trích dẫn gián tiếp trong tiếng Hàn nó cũng như vậy thôi. Nó không nói lại, truyền đạt lại, trích dẫn lại nguyên văn cái câu nói của người khác, mà bạn sẽ nói lại cái ý chính của cái người đó, thế và truyền đạt lại dưới cái dạng, cái cách nói của mình. Ví dụ, và trong tiếng Việt khi dịch ra thì các bạn có thể nói là anh ta nói là như thế này, như thế này, đúng không? Không nhất thiết chúng ta phải nói nguyên văn, mà chúng ta có thể là nói lại cái nội dung chính thôi. Thế và cái dạng câu trích dẫn gián tiếp này thì nó sẽ có nhiều cái hình thức, đó là câu trần thuật, câu hỏi, câu mệnh lệnh hay là câu cầu khiến. Và tương đương với nó thì nó sẽ có những cái đuôi câu khác nhau. Ví dụ như thảo cô ha tà thì đây là câu trích dẫn gián tiếp và sử dụng khác với ghép với động từ và ở dạng trần thuật.
Và các bạn nhớ là khi ghép với cả động từ. Thế còn khi cũng là ở dạng trần thuật và cũng là trích dẫn gián tiếp. Thế nhưng nếu ghép với danh từ thì nó sẽ là đào cô ha ta. Và nhào cổ đây là cái kết cái đuôi câu kết hợp với câu hỏi. Anh ta hỏi là như thế nào đó thì chúng ta sẽ dùng cái đuôi câu mùa mưa nhào cô ha tà. Thế và rào cô ha tà thì là đuôi câu mệnh lệnh. Chào cô ha tà là đuôi câu cầu khiến, tức là rủ ai đó cùng làm một cái việc gì đó với mình. Tôi đã tổng kết các cái dạng hình thức trích dẫn gián tiếp này vào một cái bảng. Thế và các bạn sẽ xem cái bảng này, thế và cố gắng là học thuộc các hình thức này để mà khi chúng ta áp dụng thì vào những cái từng cái tình huống, các cái dạng câu khác nhau thì các bạn sẽ kết hợp được với đúng những cái từ khác nhau. Như các bạn thấy ở đây, câu tường thuật nếu kết hợp với danh từ thì cái dạng trích dẫn gián tiếp của nó sẽ là momo y là kohata. Nó sẽ có y nếu như đằng trước nó là một danh từ có bát chim, có phụ âm cuối. Còn nếu không có bát chim thì nó sẽ là ra kohata. Và động từ hành động thì sẽ kết hợp với cái đuôi câu là momo nin hay là niền ta kohata. Nin sẽ kết hợp với động từ không có bát chim và niền sẽ... Xin lỗi các bạn, nin kết hợp với cái động từ mà có bát chim. Thế và niền sẽ kết hợp với động từ mà không có bát chim. Thảo cô ha tả khi kết hợp với tính từ. Thế và câu nghi vấn là y nhào cô ha tả. Với danh từ thì nếu cái danh từ đó không có bát chim thì nó sẽ kết hợp thẳng với nhào cô. Có bát chim thì nó sẽ có thêm y vào đó. Tương tự như vậy, nư nhào cô ha tả kết hợp với động từ hành động trong câu hỏi. Thế và kết hợp với tính từ như vậy là ư nhào cô ha tả. Và ở cái trường hợp kết hợp với động từ hành động ấy thì ở trong câu nghi vấn ấy thì cái nư nhào cô ha tả đấy, cái nư này có thể có và cũng có thể không. Thường ấy thì trong văn nói thì người ta lượt bớt cái nư này đi, thường là người ta không nói. Trong câu mệnh lệnh thì chỉ có một trường hợp duy nhất là kết hợp với động từ hành động nó sẽ có dạng là mùa mưa ư rào cô ha tả. Bởi vì sao? Bởi vì là chỉ có thể cái câu dạng câu mệnh lệnh thì chỉ có thể kết hợp được với động từ thôi, đúng không các bạn? Bảo ai làm việc gì đó chứ không thể nào mà kết hợp với cái tính từ được, đúng không? Hoặc là danh từ nữa. Câu cầu khiến cũng như vậy, mô mô chào cô ha tả, dù ai đó làm cái việc gì. Thế và các bạn xem ví dụ cụ thể thì chúng ta sẽ hiểu rõ được hơn. Các bạn hãy nghe thầy Hồ Tông Hoan đọc một lượt nhé. 저분은 유명한 기자라고 합니다. 이 차가 한국제 아니냐고 물어봤습니다. 내일 비가 올 거라고 합니다. 아버지는 저한테 그 남자와 사귀고 있냐고 물었습니다. 선생님이 항상 열심히 공부하라고 합니다. 어제 친구들이 영화 보러 가자고 했어요. 애기가 아주 귀엽다고 합니다. 베트남 경치가 아름답냐고 물어보셨어요. 네, 여러분 한번 따라해보세요. 저분은 유명한 기자라고 합니다. 저분은 유명한 기자라고 합니다. 이 차가 한국제 아니냐고 물어봤습니다. 이 차가 한국제 아니냐고 물어봤습니다. 내일 비가 올 거라고 합니다. 내일 비가 올 거라고 합니다. 아버지는 저한테 그 남자와 사귀고 있냐고 물으셨습니다. 아버지는 저한테 그 남자와 사귀고 있냐고 물었었습니다. 사귀었냐고 물으셨습니다. 사귀었냐고 사귀고 있냐고 사귀고 있냐고요? 사귀고 있냐고 물었었습니다. 계속하세요. 선생님이 항상 열심히 공부하라고 합니다. 선생님이 항상 열심히 공부하라고 합니다. 어제 친구들이 영화 보러 가자고 했어요.
어제 친구들이 영화 보러 가자고 했어요. 애기가 아주 귀엽다고 합니다. 애기가 아주 귀엽다고 합니다. 베트남 경치가 아름답냐고 물어보셨어요. 베트남 경치가 아름답냐고 물어보셨어요. 저분은 유명한 기자라고 합니다. 기자. Đây chính là từ nhà báo. Thế và cái tiếng Hán của nó là Kisa, đúng rồi. Cái người đó thì là một nhà báo rất là nổi tiếng. Tức là có người nói rằng anh ta là một nhà báo rất là nổi tiếng, đúng không? Hoặc là người ta bảo là anh ta là một nhà báo rất là nổi tiếng. Đây là câu chuyện gián tiếp mà. 이 차가 한국제 아니냐고 물어보셨습니다. 이 차가 là gì? Cái xe ô tô này Hankukje aninyago murobasumida là gì nhỉ? Anh ta hỏi rằng cái xe này có phải là đồ Hàn Quốc không? Có phải là sản phẩm của Hàn Quốc hay không? Hankukje là sản phẩm của Hàn Quốc. Hay là ví dụ như là Trungkukje. Trung Quốc là Trung Quốc đúng không? Trungkukje thì là ý tức là đấy là sản phẩm của Trung Quốc sản xuất. Hay khi các bạn nói đây là muốn nói đây là đồ Việt Nam, đây là sản phẩm của Việt Nam thì các bạn nói là Việt Nam chê. 내일 비가 올 거라고 합니다. Nghe nói là họ bảo là ngày mai thì trời sẽ mưa, đúng không? Bởi vì đây là cái cấu trúc thời tương lai, thế cho nên là chúng ta sẽ phải kết hợp với liền. Và liền thì nó không thể đi kết hợp thẳng với là cô được, mà sẽ phải kết hợp với mùa mùa cật. Liền cật chính là danh từ hóa cái động từ đằng trước lên đúng không? Thế và bởi vì khi đã danh từ hóa thì nó trở thành danh từ và nó sẽ phải kết hợp với là cô. Tức là đây vẫn là ở dạng truyền đạt trích dẫn gián tiếp, thế nhưng là kết hợp với danh từ, thế cho nên nó là cô. 아버지는 저한테 그 남자와 사귀고 있냐고 물으셨습니다. Ở đây có một chút nhầm lẫn là ở trong bài thì là 사귀었냐고 tức là đã kết bạn. Thế còn ở đây là chúng ta đổi sang cái thời hiện tại đó. Còn 사귀었냐고 thì là đã kết bạn, là tức là đã, thế và bây giờ là không còn chơi, hai người không còn chơi với nhau nữa, không còn là bạn nữa, thì khi đó thì chúng ta mới được dùng cái kết cấu của thời quá khứ này. Thế và trong trường hợp này là gì? 아버지는 저한테 그 남자와 사귀고 있냐고 물으셨습니다. Bố tôi đã hỏi tôi rằng con đang kết bạn với người con trai đó à? 선생님이 항상 열심히 공부하라고 합니다. 선생님이 항상 열심히 공부하라고 합니다. Đây là cái cấu trúc câu gì nhỉ? Câu mệnh lệnh đúng không? Thầy giáo nói rằng, thầy giáo bảo rằng là phải luôn luôn học chăm chỉ. Hăng-sang là luôn luôn. Luôn luôn học chăm chỉ. 어제 친구들이 영화 보러 가자고 했어요. Ngày hôm qua thì 친구들이, những người bạn của tôi đã gì nhỉ? 영화 보러 가자고 했어요. Đã rủ tôi là đi xem phim. 애기가 아주 귀엽다고 합니다. Họ nói, người ta nói rằng là cái đứa bé thì rất là đáng yêu. 귀엽다 là đáng yêu hay là dễ thương. 베트남 경치가 아름답냐고 물어보셨어요. 베트남 경치, một từ rất quen thuộc với các bạn đúng không? Cái phong cảnh của Việt Nam thì có đẹp không? Anh ta hỏi rằng cái phong cảnh của Việt Nam có đẹp không? Khi đó chúng ta sẽ dùng cấu trúc mới mua nhà cô để nói, dùng trong cái câu hỏi trích dẫn. Chúng ta chuyển sang một phần nữa. Đây cũng là một cái hình thức trích dẫn gián tiếp. Thế nhưng lại thay cho cái câu trích dẫn nguyên văn là mồm mô a ơ chú xích trổ, tức là hãy làm gì cho tôi. Thế và thay cho cái cấu trúc đó thì chúng ta sẽ dùng cái cấu trúc là mồm mô a ơ thần là cô ha tả. Thế và ở đây khi mà dịch ý, thì chúng ta có thể nói là anh ta bảo là hãy làm gì đó cho anh ta,
đúng không? Các bạn xem các ví dụ nhé. Thế và trước tiên các bạn hãy nghe thầy Hơ Tùng Hoan đọc qua một lần các ví dụ. 손님이 뭐라고 하세요? 손님이 차를 세워달라고 합니다. 아버지가 뭐라고 해요? 아버지가 차를 사달라고 했어요. 네, 여러분 한번 따라해 보세요. 손님이 뭐라고 하세요? 손님이 뭐라고 하세요? 손님이 차를 세워달라고 합니다. 손님이 차를 세워달라고 합니다. 아버지가 뭐라고 해요? 아버지가 뭐라고 해요? 아버지가 차를 사달라고 했어요. 아버지가 차를 사달라고 했어요. 아버지가 차를 타달라고 했어요. 맞습니까? 그렇죠? 손님이 뭐라고 하세요? 라지냐? À, Sunni là khách đúng không các bạn? À, cái ông khách đó đã bảo gì vậy? Morako haseyo. Sunni mi chareul seowo dallago hamnida. À, khách đã nói rằng, đã bảo là hãy dựng, tức là ở đây chareul seowda tức là dừng xe lại. Tức là khách nói với cả tài xế là hãy dừng xe lại, hãy đỗ xe lại cho tôi. Đỗ xe lại trong trường hợp này thì nó chúng ta dịch là gì nhỉ? À, cái người khách đó đã bảo là đỗ xe lại cho. 아버지가 뭐라고 해요? 아버지가 차를 타달라고 했어요. 아버지가 뭐라고 해요? Là gì bạn? Bố đã bảo gì vậy? Đúng không? Hay là ba đã bảo gì vậy? 아버지가 차를 타달라고 했어요. Các bạn thấy ở đây cùng là những từ giống y hệt nhau đúng không? Ở trên là 차를 세우다 và ở dưới là 차를 타다. Tức là có thể các bạn sẽ nhầm ở đây chính là đi xe đúng không? Nhưng thực ra đây là những cái từ đồng âm như khác nghĩa. Cha ở đây còn có một nghĩa nữa đó là trà. Thế và tha tà là pha. Ở trong trường hợp này là gì nhỉ? Bố bảo rằng hãy pha trà cho bố. Trong câu này là như vậy. Những cái từ đồng âm khác nghĩa như thế này thì chúng ta phải lựa theo cái ngữ cảnh mà chúng ta đoán xem nghĩa của nó là gì. Xong bạn xem các cái ví dụ tiếp theo và thầy Hơ Tùng Hoan sẽ đọc cho các bạn nghe một lần nhé. 돈을 어디서 구했어요? 친구한테 빌려달라고 했어요. 필요하면 사람들한테 도와달라고 하세요. 네, 도저히 제가 할 수 없으면 도와달라고 하겠습니다. 용돈이 떨어지면 엄마한테 달라고 해요. 이 나이는 엄마한테 용돈 달라고 하면 부담스럽습니다. 네, 한번 따라해 보세요. 돈을 어디서 구했어요? 돈은 어디에서 구했어요? 친구한테 빌려달라고 했어요. 친구한테 빌려달라고 했어요. 필요하면 사람들한테 도와달라고 하세요. 필요하면 사람들한테 도와달라고 하세요. 말하려냐? 필요하면 사람들한테 도와달라고 하세요. 필요하면 사람들한테 도와달라고 하세요. 네. 도저히 제가 할 수 없으면 도와달라고 하겠습니다. 네, 도저히 제가 할 수 없으면 도와달라고 하겠습니다. 용돈이 떨어지면 엄마한테 달라고 해요. 용돈이 떨어지면 엄마한테 달라고 해요. 이 나이는 엄마한테 용돈 달라고 하면 부담스럽습니다. 이 나이는 엄마한테 용돈 달라고 하면 부담스럽습니다. 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 돈을 어디서 구했어요? 그 구하다 ngoài nghĩa là tìm kiếm nó còn có một nghĩa nữa là vay tiền. 돈을 어디에 어디서 구했어요? Bạn đã vay tiền ở đâu vậy? 친구한테 빌려달라고 했어요. Là gì nhỉ? 친구한테, tôi đã bảo bạn tôi là cho vay, 빌려달라고, hãy cho vay.
필요하면 사람들한테 도와달라고 하세요. 필요하면 nếu mà cần thì bạn hãy bảo mọi người doa달라고 하세요. Bạn hãy bảo mọi người giúp đỡ cho, đúng không? 네, 도저히 제가 할 수 없으면 도와달라고 하겠습니다. 도저히 제가 할 수 없으면 nếu như mà tôi không thể nào mà làm được. 도저히 tức là với một cái việc gì đó mà bạn đã cố gắng hết mình rồi, bạn đã thử mọi cách rồi nhưng bạn không thể làm được ấy, thì khi đó chúng ta dùng cái từ 도저히 도저히 할 수 없어요. 도저히 안 돼요. 도와달라고 하겠습니다. À, nếu như mà tôi không thể nào làm được thì tôi sẽ nhờ giúp đỡ, tôi sẽ bảo giúp đỡ. 용돈이 떨어지면 엄마한테 달라고 해요. 용돈 ở đây là cái tiền tiêu vặt ấy, tiền mà bố mẹ cho các bạn để tiêu vặt ấy, gọi là 용돈, mà người thường là người lớn cho trẻ em á. 용돈이 떨어지면 엄마한테 달라고 해요. 용돈이 떨어지다 là nếu như mà hết tiền tiêu vặt thì 엄마한테 달라고 해요, hãy bảo mẹ cho. Ở trong trường hợp này cái 달라고 하다 bạn các bạn thấy là nó không hề kết hợp với một động từ nào khác nữa, đúng không? Bởi vì ở trong trường hợp này nó đã được dùng thay cho từ 주다. Nếu như mà hết tiền thì hãy bảo mẹ cho, đúng không? 이 나이는 엄마한테 용돈 달라고 하면 부담스럽습니다. 이 나이는 tức ở cái tuổi này rồi, 나이 là tuổi, đúng không? Ở cái tuổi này rồi mà 엄마한테 용돈 달라고 하면 부담스럽습니다. Nếu mà còn bảo mẹ cho tiền tiêu vặt ấy thì rất là ngượng, rất là ngại. 부담스럽습니다. Đó là cái cấu trúc mà khi chúng ta muốn truyền đạt gián tiếp là bảo ai đó làm cho cái việc gì đó thì chúng ta dùng như vậy. Thế còn sau đây sẽ là một cái cấu trúc nữa, đó là 뭐뭐하다 주라고 하다. Khi ai đó đưa ra một cái đề nghị hay một cái yêu cầu để giúp đỡ người khác chứ không phải là yêu cầu giúp đỡ mình thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái cấu trúc này. Khi mà chúng ta nói với cái đối tượng mà chúng ta cần phải kính trọng ấy, thì các bạn sẽ nhớ rằng không dùng cái từ chu mà nói là từ đi là cổ. Ví dụ như là bình thường chúng ta nói là toa chu ta là giúp đỡ cho ai đó, đúng không? Thế thì trong những trường hợp mà khi chúng ta nói kính trọng là toa từ đi ta, toa chu ra, toa từ đi là cổ, đúng không? Các bạn xem các ví dụ nhé. Và các bạn hãy nghe thầy Hô Tông An đọc qua một lần các ví dụ này. 선생님이 나한테 후배를 가르쳐 주라고 하셨어요. 선생님은 여자 친구들의 짐을 들어주라고 말씀하셨습니다. 아기가 우니까 업어주라고 했어요. 언니는 어제 찍은 사진을 어머니께 보여드리라고 해요. 외국에서 온 손님들을 친절하게 안내해 드리라고 합니다. 네, 여러분 한번 따라해 보세요. 선생님이 나한테 후배를 가르쳐 주라고 하셨어요. 선생님이 나한테 후배를 가르쳐 주라고 하셨어요. 선생님은 여자 친구들의 짐을 들어주라고 말씀하셨습니다. 선생님은 여자 친구들의 짐을 들어주라고 말씀하셨습니다. 아기가 우니까 업어주라고 했어요. 아기가 우니까 업어주라고 했어요. 언니는 어제 찍은 사진을 어머니께 보여드리라고 해요. 언니는 어제 찍은 사진을 어머니께 보여드리라고 해요. 외국에서 온 손님들을 친절하게 안내해 드리라고 합니다. 외국에서 온 선생님들은 친절하게 안내해 드리라고 합니다. 그래서
선생님이 나한테 후배를 가르쳐 주라고 하셨어요. 맞으냐? Thầy giáo đã nói mua mua là cô hay xếp sở đã nói với ai đã nói với tôi đúng không là hàn đẹp với tôi khu bê rư khá rư chê chú là cô hay xếp sở tức là gì và khu bê ở đây nó là những cái người mà học cùng một khoa thế nhưng mà là ở năm dưới thế thế và từ trái nghĩa từ phán mà với cái từ này là sơn đề sơn đề tiếng Việt thì chúng ta cũng ít dùng cái từ này. Nếu như là theo tiếng Hán thì nó chính là tiền bối và hậu bối đó. Thế nhưng trong đời sống của người Hàn Quốc ấy, thì cái quan hệ giữa sơn bê và hu bê nó cũng rất là nó rất là mật thiết. Thế và ở trong nhất là trong các cái trường học ấy, thì những cái người mà những cái học sinh sinh viên mà vào sau ấy, thì với cũng phải rất là cái tôn trọng những cái người những cái anh chị mà vào trước mình ở những cái năm trước ấy. Thế và trong trường hợp này là gì? Thầy giáo bảo tôi là hãy dạy bảo cho Hube tức là cho em ở khóa sau của mình. Karuchita là dạy đúng không các bạn? Karuchita. 선생님은 여자친구들 의심을 들어주라고 말씀하셨습니다. Gì nhỉ? Thầy giáo đã nói là 선생님은 말씀하셨습니다. Chúng ta sẽ phải dịch ngược từ dưới lên đúng không? Là hãy làm gì nhỉ? 여자친구 의심을 들어주라고. 여자친구들 의침, 침 ở đây là hành lý và tư tả là cầm hay là mang hay là sách ấy, sách. Thầy giáo đã nói rằng hãy sách hành lý hộ cho các bạn gái. 들어주라고 말씀하셨습니다. 아기가 우니까 업어주라고 했어요. 아기가 우니까 các bạn có thể đoán ra đây là từ gì không? Chính là động từ khóc, 울다. 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 Nhưng mà nó kết hợp với cái cấu trúc một mũ unica đằng sau là kết hợp với liền. Thành ra cái liền đã bị biến mất đúng không? Dạ, Akika, Akika unica vì là em bé khóc thế cho nên là opportunity request tôi đã bảo là hãy cõng opta là cõng là hãy cõng cho bé. 언니는 어제 찍은 사진을 어머니께 보여드리라고 해요. Chị tôi đã bảo gì nhỉ? Đã bảo là 어제 찍은 사진을 어머니께 보여드리라고 해요. Chị tôi đã bảo là hãy đưa cho mẹ xem cái ảnh mà đã chụp vào ngày hôm qua đúng không? 어제 찍은 사진 là cái ảnh mà đã chụp ngày hôm qua. 어머님께 보여드리라고 đây là nói với mẹ thì cho nên là phải dùng cái động từ kính trọng. Bình thường chúng ta sẽ dùng là gì nhỉ? 보여주다 đúng không? Cho xem, cho ai xem cái gì đó thì chúng ta dùng 보여주다. Thế nhưng khi ở dạng kính trọng chúng ta sẽ phải nói là 보여드리다. Thế và kê này cũng là tương đương với cái nghĩa ê kê hay là hàn đề tức là với ai hay là cho ai đó. Thế nhưng ở dạng kính trọng thì chúng ta sẽ chuyển nó thành kê. 외국에서 손님들을 친절하게 안내해 드리라고 합니다. 외국에서 온 손님들 là gì nhỉ? Những vị khách tới từ nước ngoài có một cái 에서 này nó có nghĩa tương đương với cả cái từ những cái vị khách mà từ nước ngoài tới. 친절하게 안내해 드리라고 합니다. Người ta nói rằng hãy hướng dẫn hãy gọi là cái thân thiện. Thân thiện. 친절하다 là thân thiện một cách thân thiện. Hãy hướng dẫn một cách thân thiện cho những cái người khách từ nước ngoài tới. 친절하다 là thân thiện và 안내하다 là hướng dẫn. Đó là toàn bộ những cái ví dụ của cái phần này, phần về cấu trúc mùa mùa ao chú và cô hà tà. Thế và trong cái bài ngày hôm nay thì chúng ta đã gần như là học được hết các cái phần các cái câu mà trích dẫn rồi cả trực tiếp lẫn gián tiếp. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một cái cấu trúc ngữ pháp khác, đó là cấu trúc mùa mùa ư liền cất cắt thà sơ. Cái này thì các bạn đều đã học rồi đúng không? Mùa mùa ư liền cất cắt
thà và một mùa a sơ, nhưng đây là sự kết hợp của hai cấu trúc này lại, là vì là hình như, vì là hình như, hay là vì là dường như việc gì đó, phỏng đoán về một cái việc gì đó. Các bạn xem ví dụ cụ thể nhé. Thế và hơ tung hoan sơ sinh viên mạng vườn ý cơ chút kết xử mì ta. Y ô sơ lưu bù hàn thê sa chú nà yô? Ấm ơn y hàn thê ơ 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 많이 걸어 다니면 다리가 아플 것 같아서 안 신었어요. 네, 여러분 한번 따라 해보세요. 이 옷을 누구한테 사주나요? 이 옷은 누구한테 사주나요? 어머니한테 어울릴 것 같아서 이 옷을 샀어요. 어머니한테 어울린 것 같아서 이 옷은 샀었어. 말 đọc lại nhá. 어머니한테 어울린 것 같아서 이 옷을 샀어요. 어머니한테 어울린 것 같아서 이 옷은 샀어요. 왜 새 구두를 안 신어요? 왜 새 구두를 안 신어요? 많이 걸어 다니면 다리가 아플 것 같아서 안 신었어요. 많이 걸어 다리면 다리가 아플 것 같아서 안 신었어요. 네, 수고하셨습니다. 이 옷을 누구한테 사줘요? 아니라 누구한테 사주나요? Các bạn có thể dùng tương đương với nhau được. Là gì nhỉ? Mua cái áo này cho ai vậy? Bạn mua cái áo này cho ai vậy, đúng không? 어머니한테 어울린 것 같아서 이 옷을 샀어요. 어울리다 là hợp. 어울리다 nó đây động từ nó cũng cái tính từ nó cũng giống như thế này thôi, nhưng các bạn chỉ cần bỏ cái liền ở phạt chim của cái liền này đi thôi là được. 어울리다 vì hình như, vì có lẽ là nó hợp với mẹ, thế cho nên là tôi đã mua cái áo này. 왜 새 구두를 안 신어요? Tại sao anh lại không đi giày mới? Đúng không? Xe cụ tù giày mới. Thế và xin tả là đi giày, cái động từ mà dùng với cái để đi, để nói cái hành động đi giày đó, đi giày hay là xỏ giày. Mani goro tanimion tarika apul ko katteso an shinasseo. Mani goro tanimion, như tôi đã nói là cái từ tanita nó cũng là từ đi, thế nhưng nó chỉ một cái, chỉ cái hành động đi mà đi đi lại lại ở một nơi nào nó nhất định ấy. Thế còn trong trường hợp này là mán nhi cờ rơ tà nhì miền, tức là đi lại nhiều quá. Tôi sợ là nếu mà đi lại nhiều thì thà đi cả áp phân cơ các thể rồi, có lẽ là chân sẽ đau. Thế cho nên là tôi đã không đi. An xin nó sẽ đó là những cái ví dụ trong cái trường hợp này. Thế và chúng ta sẽ chuyển sang thêm một số, các bạn xem thêm một số các cái ví dụ khác trong cấu trúc này nhé. Và các bạn nghe thầy Hơ Tông Hoan đọc một lần. 과일을 왜 이렇게 많이 샀어요? 환자에게 과일이 좋을 것 같아서 사왔어요. 일찍 왔네요. 길이 막힐 것 같아서 일찍 출발했어요. 왜 그 이야기를 안 했어요? 일이 복잡해질 것 같아서 안 했어요. 네, 여러분 한번 따라 해보세요. 과일을 왜 이렇게 많이 샀어요? 과일은 왜 이렇게 많이 샀어요? 환자에게 과일이 좋을 것 같아서 사왔어요. 환자에게 과일이 좋을 것 같아서 사왔어요. 일찍 왔네요. 일찍 왔네요. 길이 막힐 것 같아서 일찍 출발했어요. 길이 막힌 것 같아서 일찍 출발했어요. 왜 그 이야기를 안 했어요? 왜 그 이야기를 안 했어요? 일이 복잡해질 것 같아서 안 했어요. 일이 복잡해진 것 같아서 안 했어요.
과일을 왜 이렇게 많이 샀어요? là gì nhỉ? 과일, hoa quả đúng không? Tại sao anh lại mua hoa quả nhiều như thế này? 왜 이렇게 많이 샀어요? 이렇게 như thế này. 환자에게 과일이 좋을 것 같아서 사왔어요. 환자 là bệnh nhân. 과일이 좋을 것 같아서 vì là sao nhỉ? Vì hình như là vì có lẽ là hoa quả thì rất là tốt cho bệnh nhân, thế cho nên là 사왔어요. Cho tôi đã mua đến. 사다 kết hợp với cái động từ ơ ô tả mua đến. Thế nhưng bởi vì trong trường hợp này nó là 사 thì nó đã có sẵn a rồi, cho nên các bạn không thấy là người ta không kết hợp với gì nữa cả. Để nguyên 사 ô tả. 일찍 왔네요. À, anh đã đến sớm nhỉ? 길이 막힐 것 같아서 일찍 출발했어요. 길이 막힌 것 같아서 là gì nhỉ? Hình như à, có lẽ là đường sẽ tắc, thế cho nên là 일찍 출발했어요. Tôi đã xuất phát từ sớm. 왜 그 이야기를 안 했어요? Tại sao anh lại không nói cái chuyện đó? 그 이야기. 일이 복잡해진 것 같아서 안 했어요. Tôi đã không nói bởi vì sợ là có lẽ là cái việc đó nó sẽ phức tạp lên, đúng không? Nó sẽ trở nên phức tạp. 복잡하다, phức tạp. Các bạn còn nhớ từ bản mang của nó không nhỉ? 반대말. 반대말 của 복잡하다. 반대말 của 복잡하다. Đơn giản là 간단하다. 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 Chúng ta chuyển sang một cái phần pháp ngữ của bài hôm nay. Đó là cái cấu trúc mùa mua và ơ ỉ tà. Cái cấu trúc này nó kết hợp với động từ hành động để nhấn mạnh rằng cái hành động đó vẫn đang diễn ra nếu đó là một hành động. Thế hoặc là nếu nó là một cái động từ trạng thái, tức là tính từ ấy, thì nó diễn tả rằng cái hành động đó hay là cái trạng thái đó nó vẫn đang được diễn ra. Thế và có lẽ là các bạn xem ví dụ cụ thể thì chúng ta sẽ hình dung được dễ hơn. Các bạn nghe thầy Hơ Tông Hoan đọc một lần nhé. 문 앞에 서 있는 사람이 누구예요? 제 친오빠예요. 냉장고에 뭐가 남아 있어요? 과일만 남아 있어요. 언니가 어디 있어요? 방에 누워 있어요. 네, 여러분 한번 따라해 보세요. 문 앞에 서 있는 사람이 누구예요? 문 앞에 서 있는 사람이 누구예요? 제 친오빠예요. 제 친오빠예요. 냉장고에 뭐가 남아 있어요? 냉장고에 뭐가 남아 있어요? 과일만 남아 있어요. 과일만 남아 있어요. 언니가 어디 있어요? 언니가 어디 있어요? 방에 누워 있어요. 방에 누워 있어요. 문 앞에 서 있는 사람이 누구예요? Ở đây chúng ta chỉ đọc nhầm một chút thôi là hai cái từ e và sơ nó sẽ nối vào đúng không? Thì chúng ta sẽ dễ bị nhầm là tức là ở trước cửa. Chứ còn chúng ta bỏ đi, chúng ta quên mất đây là một động từ sơ tà, có nghĩa là đứng. Và các bạn nhớ là khi chúng ta đọc thì các bạn phải đọc nhẹ đi một chút, chứ chúng ta không được mạnh đọc mạnh lên thành sơ. Sơ nó đã bị chuyển sang cái động từ sư tà rồi đúng không? Sư tà. Thế và khi kết hợp với a ơ yô thì nó sẽ cũng biến thành sơ, sơ yô. Thế cho nên là đọc chúng ta phải đọc nhẹ đi. Mun a phê sơ y nên ra mi nú cuối đó. Cái người mà đang đứng ở đằng trước cửa. Mun áp hề đang đứng ở đằng trước cửa thì là ai vậy? Thế chino ba yo, chino ba là anh ruột, opa là anh mà người em gái gọi anh thì sẽ gọi là opa. Nén trăng cô ấy mua ga là mai sớm. Nén trăng cô ấy là trong tủ lạnh đúng không? Ở trong tủ lạnh thì còn cái gì? Còn có cái gì? Nam tạ là gì nhỉ? Động từ còn. Thế và kết hợp với ơ ịt tà, còn cái gì ở trong tủ lạnh thì chúng ta nói như vậy. 과일만 남아 있어요. Chỉ còn có mỗi
과일만 chỉ còn có mỗi hoa quả thôi. 언니가 어디 있어요? Chị thì đang ở đâu? 방에 누워 있어요. À, chị tôi đang nằm ở trong phòng. 눕다 có nghĩa là nằm, 눕다. Và đây là trường hợp 피읖, 분규칙. Chúng ta xem một ví dụ cuối cùng của bài này. Các bạn hãy nghe thầy Hô Tông Hoan đọc một lần nhé. 생선이 아직 살아있네요. 네, 바로 죽을 줄 알았는데. 책상이 방 가운데 놓여 있어요. 다시 정리해야 돼요. 네, 여러분 한번 따라해 보세요. 생선이 아직 살아있네요. 생선이 아직 살아있네요. 네, 바로 죽을 줄 알았는데. 네, 바로 죽은 줄 알았는데. 책상이 방 가운데 놓여 있어요. 책상이 방 가운데 놓여 있어요. 다시 정리해야 돼요. 다시 정리해야 돼요. 생선이 아직 살아있네요. 살다. 라디. sống đúng không? Thế bạn salaita tức là vẫn còn sống. Đang sống. Sengson là cá. Sengson ni ajik salaitneo. À cái con cá kia vẫn còn đang sống cơ à. Nè, haro jukkun jun arattnende. Momo ulien jul alta có nghĩa là tưởng là. Haro jukkun jul arattnende. À tôi tưởng là nó sẽ chết ngay. Đây là một câu phán man và một câu chúng ta nói và sau đó chúng ta bỏ lửng ở câu ở giữa đó. Tôi cứ tưởng là nó sẽ chết ngay. 책상이 방 가운데 놓여 있어요. 책상 các bạn đã biết rồi đúng không? Chính là cái bàn học. Và 방 가운데 tức là 가운데 tức là nằm ở bên trong, ở giữa. 놓여 있어요. 놓다, 놓다 tức là đặt hay là để lên đâu đó. Thì là gì? À, cái bàn học được đặt ở giữa phòng, đúng không? 놓여 있어요. Được đặt ở giữa phòng. 다시 정리해야 돼요. À vâng, phải sắp xếp lại, phải gọi là chỉnh đốn lại. Đó là toàn bộ cái bài ngày hôm nay của chúng ta. Thế và gần ra nửa cái bài này thì đã là một cái cấu trúc ngữ pháp rất là quan trọng, là cái in nhông pop, các cái cách trích dẫn câu, trích dẫn gián tiếp và trích dẫn trực tiếp. Các bạn hãy về luyện tập và đặt thật nhiều câu với các cái cấu trúc ngữ pháp này để chúng ta luyện tập để dùng cho nó thành thạo các cái cấu trúc này. Thế và các bạn nhớ là hãy học thuộc từ mới. Xin thân ái chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong buổi học lần sau. 네, 수고하셨습니다.